Gấp hương, thắp hương đi. Nay 14 tháng 7 á, Nay 15 chứ thầy. 14 à. Thầy thầy coi lại coi. Hỏi không có biết đâu, trò đâu biết đâu đâu. Nay 15 thầy. Ủa gì hả? Vâng, nay 15. Đó, Nay 15 đúng dặm đấy thầy. không, không mới coi tôi tưởng là 14 chứ nghe. 15 chứ thầy. Không, 14 à, mẹ mẹ mấy đứa đệ tử nó nói 14. Sáng tối nay nó ngày mai họ mới đi chùa đi chuyện mà. Ở bên Việt Nam á thì 14 bên Việt Nam giờ này tối thì bên mình nó ngày. Ngồi ghế này nè, ghế này cho nó đỡ nóng, bên này nóng dữ lắm. Nó nóng, ngồi đây là nóng. Đi ra trồng mấy cái cây mà ra nóng quá chịu nổi, đi vô ngồi được. Con ngồi đây được không? Nghe. Ngồi đây Ra không nổi chịu nổi đi vô đó, vô mới lấy cơm ăn, tính thế ông. à? Ngồi ra làm Thế chơi con mà. đâu nghĩ thầy đi là ăn cơm sớm hay đâu, thường thường 12 giờ thầy mới ăn mà. Nghe mà bữa nay tại vì nó buồn ngủ. Đêm qua thầy ngủ được à? Có cụ ngủ được mà tại vì nó không biết đang giảng cái bài hay quá nó ngủ luôn rồi, thành ra giảng cái chú à, tự nhiên cái bài hay có bài mới nào cái gì Thu chưa? thâu là đang thâu đầu thâu từ nãy giờ chơi ngồi nói chuyện ăn cơm chơi mình không thèm nào. Một mình không nói mà nói tất cả còn nói nhiều mà chẳng nói được gì đâu. Tổ sư nói thương ghét không để lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Nếu mà lìa được cái tâm chấp trước á, lìa được cái tâm chấp chấp quấy, lìa được cái tâm chấp quấy á, thì coi như người đó thương ghét không để lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Rồi giảng cái lúc mình không có thương không có ghét cái buồn ngủ thiệt luôn. Đang ăn nghe này đi. Ghế thì cũng này ngủ. là mua trong chợ xem lớp rẻ rẻ à? Muốn túi bự thì nó rẻ. Thương rất không để lòng, bữa lắng hai chân ngủ. Hôm nay thầy uống thuốc chưa? Uống thuốc tây rồi, thuốc kia thì một hồi mới Vâng, uống. thầy uống nước tây rồi chứ. Thuốc Thuốc cà tây máu á. hả? Cà máu này phải uống Không, bữa thuốc nay không tây. có cà máu này rồi. Ăn ăn đâu dám ăn gì đâu, cà máu. Hỏi ông khổ qua, để ăn miếng. Ủa hết rồi, để ăn miếng bột canh vô thôi, còn cái bầu kho đâu có mặn đâu, mình đâu có dám để nước tương vô đâu cà mau. Đây là khổ, coi Máu coi luôn dứt hả? dứt cục mắm chay mắm ruốc á, nhưng mà nó không có mặn rồi không dám làm mặn. Hương mặn này có ngon. Các bạn mặn mới ngon. Mắm này phải mặn. Thế này không mặn là không ngon nữa Bị mình rồi. làm mà mình làm tương á, tương tương mình làm hỏi để muối mặn. Còn nếu mà mua á, mua ở Việt Nam đem qua á, làm mặn nó mới không hư Vâng. đâu, còn mình làm mình không có, cũng may nó không có mặn Đây nhiều. đây còn phải pha chế nữa nha thầy. Phải pha thêm đường vô rồi thêm tỏi vô tùm lum mấy gì á. Nay người 14 à, 14 tại vì tụi nó nói làm, nhưng mà năm nay ông trời ông thiên nhiên không có đãi rồi. Ở mấy mấy tỉnh miền Tây mưa tầm gió tả, làm các chùa te tua tơ tả, đã dịch bệnh rồi mà lại thêm mưa nữa. Mà các cái chùa nhớ ngày xưa á, nhớ 14 là nhớ khoảng chừng 6 giờ mấy chiều thôi á, là coi như các cái con đường là nó chật hết trơn á. Mấy chùa Chờ. mà trò biết là ta đi đâu, ta đi đi chùa. Giống như ở quê năm nó có ba cái mùa gọi là tam quân á. Tam quân Tam tứ tam nguyên. tam tam ở Việt miền Nam thì quân Tam nguyên. Rồi biết tam rồi. quân tứ quý, ba cái quân bốn cái quý là bốn mùa. Thành ra ba quân này họ đi đông lắm, mà đi người lớn thì họ đi giống như người lớn thì đi kiểu người lớn, còn tâm lý con nít đó, của nhoi nhoi á, trung trung á thì nó đi để mà nó hẹn hò trai gái gặp gỡ rồi
rồi cái đám mít đó thì nó đi để nó chơi, nói chung là nó nhờ có cái hội. Nhưng mà kỳ này là ông trời ông không cho đó. Bây giờ ở Việt Nam thì các chùa thì không có được tập hợp đông quá 30 người, mà lại thiếu cái buổi tối này mà không có người đi nữa. Nhưng mà điều dù quê thì giờ đâu có điếm được, chỉ trừ ra đó, mấy cái con ruồi nó đâu mà nó mà xịt thuốc thì nó độc. Đi chỗ khác đi rồi đâu có ta ăn á nha. Không ăn nữa Dạ không, để có video đó chắc anh. hồi đó rồi ông nói chùa nhiều mà rồi nói mấy cái chùa rồi biết thôi. Nhớ là ngồi thà đừng nhắc, hồi nãy mấy mấy Phật tử điện điện mới hỏi thăm cái bữa nay rầm quên rồi bên Việt Nam hỏi về quê mình thôi, chứ không phải là hỏi có ý gì như là nó còn cái truyền thống như ngày xưa không vậy đó. Nói giờ cũng còn, ví dụ như cái ở quê thì ta thích cái ngày này đang ta đi ta, cho nó đầy gặp bạn bè rồi vui. Nhưng mà cái giới trẻ thì bây giờ họ đi làm nhiều, còn ấy còn giới nào mà có còn chồng có vợ, chồng có vợ thì họ mới ở lại quê, còn trẻ mà chưa chồng chưa vợ thì nó đi học đi làm. Mà bởi vì trời mưa vậy đó, mày nhớ đó không? Đấy nhắc á, có những cái kỷ niệm bây giờ nghĩ ngồi nghĩ lại không bao giờ có trong cuộc đời nữa. Ngồi giống ăn nãy là nhớ cái bà chính em bà ngoại, bà là pháp danh là Diệu Tiên nha. Pháp danh bà là Diệu Tiên. Mà dường như suốt cuộc đời bà ăn cơm là bà phải ngồi giống bà ăn được. Giống như là cũng hơi sang tại hồi 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 đó đó bà cực là ông chính chết sớm. À, bởi là nhà quê ngày xưa thủ nho mà đâu có được tái giá, ở vậy nuôi con ăn học thành tài hết thì giống như con có hiếu lại là tại vì. Nhưng mà bà nuôi sao mà đa phần con rể bà là toàn là giáo viên không à, bà thích vậy đó chứ thành tài nói chung là không có làm bác sĩ hay là gì lớn lao mấy, mà giáo viên không, giáo viên dạy từ gọi là từ lớp 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 6 tới lớp 9 không à. Rồi cũng có lớp 4, lớp 5. Mà ăn là phải ngồi ghế nè, mà cái dâu rể rồi ngồi xung quanh thì ăn. Giờ bạn đâu còn đâu, giờ cũng chết rồi. Nên những cái nơi, những cái gì mà thân quen rồi nhỏ giờ ngồi là chết hết rồi. Trời nghĩ mấy chục năm mà nó thay đổi hết. Chùa cũng vậy. Bây giờ mấy cái chùa mà mấy chùa trò nối đó, tính ra hai hòa thượng nó mất rồi. Ba chùa và gọi là gắn bó nhất cuộc đời là hồi nhỏ đó là chùa ở nơi quê nhà, cái chùa mình xuất gia, là cái chùa mà ông thầy ở Bến Tre đỡ đầu cho, là ba nơi là gắn bó cuộc đời. Còn chùa riêng là không nói nghe, ý là cái chùa ba cái chùa hồi xưa hồi nhỏ mình đó chết hết rồi. Còn một ông thầy chùa ở quê nhà mà không, rồi ông già nhờ viết cái bài văn tế để sẵn rồi. Rồi cũng sắp sửa luôn, tai biến 2-3 lần à, bảy mấy tuổi tại tai biến. Cái chùa nào mà thầy ở với cái ông mà thầy bảo phải dạy thầy từ lúc bảy Đó tuổi là sinh chùa à? chùa Bổn Sư xuất gia, cái chùa là gọi là cái người mà xuất gia mình gọi là thầy Bổn Sư. Vâng, cái chùa tên chùa gì cơ? Dạ, Phước Long. Ở Phước chùa Phước Long mà Long. ở Trà Vinh, rồi ở Bến Tre cũng là Phước Long nữa, Vâng, nó cũng trùng. Không, ý nói hai ông thầy đều là Phước Long hết, nó khiến nó trùng vậy đó. Mà hai chùa này đều là khởi sự mà đặt đất, cũng như là các cái chùa đều là nữ giới hết, đều là nữ tu, nó khiến là hai sư bà. Nhưng mà xa lắm, chùa Phước Long ở bên bên ở cái chỗ mà xuất gia rồi đó, là sư bà đã thành lập cái chùa đó vào năm 1820. Còn cái chùa mà bên bên Bến Tre đó, cũng Phước Long cổ tự đó, sư bà đã thành lập cái chùa năm 1752, còn lâu nữa chứ lâu bạn. hơn nữa. Tôi nhớ rõ ràng, nhớ như in vậy đó.
Còn cái chùa mà chỗ trò trụ trì đó là năm 1796. Mà cái dường như là mấy cái nơi này gốc gác ngày xưa là đều là hình như không không tìm ra cái lịch sử của mấy sư bà này tại vì lâu quá. Nhưng mà dường như mấy sư bà này là dường như có công dính líu gì mà cái thời của vua chúa thời mà lộn xộn cái thời vua gì đó từ thời chúa Nguyễn cho tới thời tự vua tự Đức á. Giống như cái chùa mà chỗ trò mà sau cùng mà đi qua đây đó là nó dính tới cái thời vua tự Đức, dầu là khai sơn cái đất đó vào năm 1796 nhưng mà cái thời vua tự Đức Ngũ Niên á thì ông Đặng Sùng Ngạn mới ông nghe danh cụ tổ ngày xưa mà cụ tổ đã tịch lâu rồi, ông mới qua ông mua 10 công đất. Ông Đặng Sùng Ngạn là người ở làng ở ở làng Quế Thiện Vũng Liêm, bây giờ là Vũng Liêm của Vĩnh Long á, thì mua 10 công đất, cúng 5 công đất cho đền cho đình, cúng 5 công đất cho chùa, thành ra nó còn cái đó là sắc tứ, sắc tứ. Nhưng mà hồi đó đó vua như vua tự Đức sắc tứ, sắc tứ tự Đức, vua tự Đức, bởi vì cái năm vua tự Đức sắc tứ, bởi vì cái năm ông mua đất cúng là cho vua tự Đức à. Để thôi nói vua Gia Long thì nói dối nữa, bởi nói phải nói chính xác, nhiều khi có cái đầu có khi quên. Nhưng mà đó vua Gia Long á, ổng chạy từ ở ở ở Bình Định phải không? Định dí vô Gia Định Sài Gòn, gì Gia Định giờ là Sài Gòn. Rồi từ Gia Định bắt đầu Tây Sơn quýnh vô tới Gia Định rồi dí ổng chạy xuống tới cái bè ở ngay chỗ có chùa Linh Thú á. Chùa Linh Thú rồi bây không ý là nói những cái nơi trò biết thôi. Từ Linh Thú thì mới có cái huyền thoại là khi mà vua Gia Long tới đó rồi mấy sư bà mới lấy cái chuông úp cho vua Gia Long lại đó. Rồi mới thoát thoát được cái nạn Tây Sơn. Rồi sau ông chạy qua tới rạch Gầm Sò Múc. Gầm Sò Múc. Từ rạch Gầm Sò Múc ông chạy về cái làng Bến Tre thì đi ngang cái chỗ mà gần cái chùa cuối cùng rồi đó, thì đi ngang cái chỗ đó nó có cái sông băng một cái sông này thì bên kia nó là Quế Thiện của Vĩnh Long, thì nó cách hai tỉnh nó cách sông thì Bến Tre nó giống như cái cồn. Thì khi mà vua Gia Long chạy tới đây thì quân Tây Sơn nó quýnh tới rạch Gầm Sò Múc rồi rồi dí theo mà dí chưa kịp thì vua Gia Long mới tẩu thoát, thì mới chạy tới chỗ này, thì cái chỗ này là cái eo giống như cái cồn mà chạy loạn mà. Thì cái khu vực này ngày xưa nó là rừng rừng, thì ngày xưa nó là có những cái con rái, mà bây giờ thật ra thì bây giờ nói đi nói lại chứ giờ tới đời mình không 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 biết con rái là con gì, nhưng mà con rái thì nó ăn thịt cả con ngựa được, mình cho là giống như con sấu đi, hay chắc con sấu đi chứ thiệt nói thiệt không biết thì nó không biết. À, thì à, khi mà con ngựa nó vua Gia Long ổng ngồi ngựa ổng phóng á thì lúc đó nước cạn đang cho cố gắng ngựa phóng là đi qua bên kia sông, hồi xưa là cồn mà qua bên kia thuộc Quế Thiện Mang Thít Vũng Liêm Vĩnh Long á, thì con sông đó đúng là tới bây giờ con sông đó nó cũng không có sâu, nhưng mà chẳng qua thì con người cứ 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 hút cát hoài, nó hút cát lên để nó thì nó càng ngày nó càng lở thôi, chứ đúng con sông đó thì thật sự nó cũng không không đổi. Thì khi lúc đó là nước cạn nước kém cho nên nó con ngựa nó xuống nó mắc sình nó hú, mà hả nghe tiếng gió ngựa hú thì con rái nó trồi lên để nó ăn, nhưng mà con khi con ngựa hú thì con ngựa, nó mới thấy con rái trồi lên nó hoảng hồn, nó mới co chân nó nhảy nó chạy thì nó chạy cho tới sao mà nó nhảy ra giữa nó là như giữa sông hay là tới cái bị cái sông là ở giữa sông nó có cái cồn nữa à, hồi xưa là ở cái Bến Tre là cái cồn mà tới đó thì gặp hai chạy nó gần tới cái đường qua Trà Vinh á, cúp ở trên là Vĩnh Long rồi mới chạy băng cái cồn xuống cái cồn tự nhiên cồn gì để quên rồi, ở đó nó có cồn phụng rồi mới xuống hình như là cồn cồn gì đó
lâu quá quên rồi. Thì khi đó thì con rái nó nghe tiếng ngựa, ngựa nó co chân nó chạy, thì con rái nó trườn lên, thì nó trườn rồi lấp lấp cái giò con ngựa, lấp cái dấu chân ngựa đủ không. Thế thì quân Tây Sơn giết tới đó thì cứ nghĩ là vua Gia Long không có đi đường này, nó khiến gì cho nên ông mới tẩu thoát được. Thì tới một cái cồn thì mới gặp hai cái cô gái, hai chị em hai diễm miếng mà chèo đò. Thì thấy ông hồi xưa thì nam nam nữ thủ thủ bất thân cái hồi thời phong kiến mà, nhưng mà không ngờ thì hai cô gái này cứu vua Gia Long cho ông nằm ở trên thuyền có cái mui đó. Thì khi mà quân Tây Sơn dí tới thì cứ nghĩ là hai cô gái chèo đò, chứ làm sao mà nghĩ rằng vua Gia Long nằm ở trong cái thuyền đó. Để cuối cùng người tấp được lên bờ thì vua Gia Long mới tẩu thoát qua bên cái miệt Trà Vinh á. Tuy nhiên trò phục cái chỗ này nè, cái chuyện mà bây giờ cái việc chiến tranh á, thì một còn một mất, cái chuyện mà hơn thua với nhau thôi. Giờ mình hậu lai thì mình cũng không có nặng nhẹ gì cái bậc tiền nhân phải quái chi. Nhưng mà ý nói á, tại sao từ hồi nhỏ trò đã có tấm lòng là kính như Gia Long. Cái dầu chuyện mà lịch sử ghi lại là vua Gia Long sau này là rước xiêm đồ rước qua là cổng rắn cắn ngà nhà là cái chuyện đó, cái chuyện của người trước đi, vì ông Hận Tây Sơn ông mới làm vậy đi thôi, mà mình cũng không bàn kia. Nhưng mà ý là phục gì nè, trong cái thời loạn như vậy đó thì ông nghĩ coi, chạy bán mạng thì giấy bút ở đâu mà viết. Nhưng mà khi mà ông thống nhất lại được rồi đó thì dường như ngài không quên một dấu tích nào mà ông thọ ơn, ông không quên một dấu tích nào ông thọ ơn. Ông sắc phong hết từ các cái đền là thờ những ông rái đó, là do thật sự đó là một cái con vật thôi đúng không, nhưng mà vẫn sắc phong làm thần, vẫn dựng đền để thờ, cho tới hai cái cô đó đó. Sau đó vua Gia Long trở về kiếm cũng không ra, mà cũng không ai biết là ai, cũng sắc phong là một cái miếu hai cô thờ đàng hoàng nha, sắc phong. Mình mới mới xét đi xét lại thì dầu vua Gia Long như thế nào, nhưng mà con người có nghĩa mới tồn tại lâu theo. Chứ đúng ra thì lịch sử của Việt Nam đi, mình nói Việt Nam lên án ổng là cái dân mà cổng rắn cắn gà nhà, thì nó xóa sổ ổng tên đường ổng đâu có đâu, hay là cái gì cá nhân. Mà tại sao bây giờ nói đi nói lại, chứ trong lòng nếu nói cái người hiểu lịch sử người dân tộc vẫn nhớ cái ơn của vua Gia Long. Ông rất là nhiều kỳ công luôn, cả cái danh xưng là Việt Nam cũng của vua Gia Long chứ của ai. Nếu nói rằng sau này của người này kia, không phải của chính ông vua Gia Long, ông đề đạt, ông lúc đó ông lên tiếng thẳng với bên Tàu mà lấy tên Việt Nam mà. Cái thì nó trở lại cái chùa cuối cùng là nó dính líu vậy đó. Nhưng mà hồi đó là cái vùng đất đó thì nghĩa là vùng đất của Miên, đúng ra là mấy cái tỉnh miền miền Tây đa phần là của Cao Miên. Và Miên nói là bởi nói cái người xưa người ta sống cuộc đời nó đạo đức lắm, chứ không phải như người mình ngày nay. Không biết người mình ngày nay nó làm sao không kỳ lắm. Cho nên nhớ Lục Tổ Hoài Nam ông nói câu không hay, ông nói nếu tại vì con người mình mà mình chấp quấy thì thật sự lòng mình nó phiền não nó bất an, mà mình bỏ cái tâm chấp quấy thì cái phiền não nó tự nó tan rã. Sở gì mình chấp quấy cho nên phiền não mới đến, đang giảng nó khi nó buồn ngủ. Tại vì ví dụ như ông nhìn một người nào thông thường ở tâm lý của chúng sinh á, nhìn người bằng cái tâm chấp quấy phải không, cái tốt người ta không nhìn mà phải sâu cho bằng được cái gì đó của người ta yếu kém á, để mình moi ra Cho cái ngã mình lên mình cái nói. thầy, cái thấy cái người ta xấu thì thầy với là tốt, cái đó là bình thường thầy. Nhưng mà thật sự là chính mình tự mình phiền não mình đó chứ. À, không, nhưng mà cái não mình phải hoạt động như vậy mới được, tức là mình phải tốt nhất, bây giờ mình là tốt nhất, ít có khi người nào mà nhận mình là xấu nhất lắm, lại không có người nào nhận như vậy đâu. Nên tại sao thầy chỉ nhìn ra thầy thấy là người nào cũng xấu hết, là được mọi cái xấu người ta sẽ nói không.
chứ còn cái tốt là tha, thầy quên đi ạ. Nên thầy vừa nói vua Gia Long đấy, ông mới sệt tình, ông mới nhớ từng con cái con mà con cá con rái, con cá rái gì khác ạ. Ông đi ra Hà Tiên, ông được con cá ông á, cá voi á đợi ông á, ông chạy ra Hà Tiên đó thầy. Mà về ông chắc phong con cá voi nữa thầy. Thì đúng là tất cả các con vật dường như là ông như là ông sắp phong hết. Ông ấy nhớ ơn tới đó ông nhớ ơn. Nhưng mà một con người biết ơn. Dạ, nhưng mà có câu chuyện này thầy không biết thầy có nhớ không? Là câu chuyện hồi đó đó, bà Bùi Thị Xuân á. Yeah. Là tướng của Tây Sơn đó nghe thầy. Bà nữ tướng rõ. Tôi biết rồi, nhưng mà ông Gia Long hận thấu trời à. Ông xẻo từng đó. Mà từng lúc miếng thì ông tướng bà, tứ mã phân thay á, ông dạ, tứ mã phân thay. Bà thả ông ấy thầy. Bà bây ông được rồi bà thả. Bà thả về bà chịu tội với vua Quang Trung đó. Bà thả đó thầy. Nhưng mà cái đó là lịch sử ghi hay là lịch sử gây thầy, lịch sử gây đấy. Mà lịch sử trước hay lịch sử sau? Lịch sử trước cái chứ. Chứ lịch sử trước cái bà. Đó thì ông mà bà về ông mới bắt bà rồi cái gì? Ông bắt bà hàng bà không hả? Nhưng mà thật ra đó mình xem mình sợ trò xét nghĩ mà trò nói cái này mình cũng đóng mò chứ chưa chắc thì đúng. Thật sự Tây Sơn với Nguyễn Ánh với gánh Tây Sơn giống như cái thù này thù tiền kiếp chứ không phải thù một kiếp đâu, thù tiền kiếp mà nó kéo dài cho tới thời hai chế độ rồi nó kéo dài cho tới thời nay luôn đó. Là nó lên lộn xuống thì trò nghĩ rằng nó giống như là khi mà thời mình chiếm đánh Chiêm Thành đánh vô đánh riết mình lấy riết cho nên giống như những cái quan hồn nó lên xuống thù tiền kiếp chứ cái giống gì mà gánh Tây Sơn là không tha cho Nguyễn Ánh mà Nguyễn Ánh thì nhất quyết không tha mà tới mà con của Bùi Thị Xuân mà ông chơi ông nướng ông nướng vào lửa luôn chứ bộ à, nướng vào lửa còn Bùi Thị Xuân thì tứ mã phanh thay hả. Cái này là cái quan thù không mà chỉ duy nhất trong cái thời mà thời cận đại nhất là chỉ có Nguyễn Ánh với Nguyễn Huệ thôi là thù và thù kia bằng khiếp đảm mà thù không đội chung trời vậy chứ nhất quyết không đội trời chung mà không biết sao mà mình cũng không hiểu cái quan thù này nó quá khứ đó là sao ta phải còn hoặc thì vẫn nhìn ra còn mình đâu có nhìn ra rồi nhớ rồi có con ở chỗ đó coi mà lúc mà đem con của Bùi Thị Xuân mà nướng vào lửa rồi xé cái bằng lóc từng miếng thịt rồi bắt đầu mới cho tứ mã phanh thay thì cái đó hồi đó mình nghe nhưng mà thật sự đâu có thí dụ nghe là cái người nào tội thì bị vậy thôi chứ đâu có cái mà thực tế mà tứ mà bốn con ngựa mà cho nó uống sai rồi xé bốn cái tay chân người ta ra. Tay chân rồi. Nhưng mà cái đó là rồi không biết rồi ông Tây Sơn gánh Nguyễn Huệ gánh Tây Sơn với gánh rồi biết đầu thai đâu tới ai nữa không biết là vậy đó cứ đó. Thấy gọt. Thấy gắt lên. Thì đúng rồi. Thấy gắt mà mỗi cái thù nó thù dai dẳng lên chứ nó không phải thù hạ đâu. Từ đó cái người tu đắc đạo á thì nó mới cũng giống như nước này mà nó ông muốn cho nó trong ông lấy nước lọc ông để vô nhưng mà thật ra cái chúng sanh nó quan thù là nó không có hạ cho tới chừng nào nó kéo nó đọa đài mà đọa tới mức độ mà không còn cái khổ nào hơn nữa đó thì lúc đó mới bừng tỉnh được nha chứ còn không thể nào mà quá giải được đâu cho nên vậy mà đối với Đức Phật cái có những người Phật dạy không nghe thôi Phật cũng cười thôi chứ Phật nói gì giờ Đức Phật chỗ đó đó ngài đặc biệt muốn khổ thì mày cứ khổ chứ giờ không cách nào cứu được nói nó không nghe thì đó giống như rõ ràng cái thời tới khi mà vua Lưu Ly đem binh chinh phạt thì Phật cản mấy lần không được thì cũng thôi cũng chịu thôi đây là cái quan trái tới giờ ngài đó phải trả thôi trong khi thì ngài chỉ lúc mà bắt được con đại ngư đó là Lưu Ly hồi thời trước á thì chẳng qua lúc đó tiền thân Đức Phật còn một cậu nít trẻ rồi thấy con cá bự quá ngáp ngáp gì ổng lấy cái cây ổng gõ gõ đầu hai cái thì tới cái ngày cuối cùng mà Lưu Ly mà đem binh đi chinh phạt cái dòng họ Thích Ca là ngày nhức đầu mà nhức không mở mắt ra đó thì nó đó là trả cái quả đó cũng là nhân quả đó
Đó là sự thật à nghe, đó là kinh Bổn Sanh Bổn Sự nói à. Cái gì nó dính tới 12 bộ kinh là mình, đó là cái lời của Phật, nó là chân lý. Còn cái chuyện mà ngồi và đặt ra câu chuyện là không được, cái này là nó dính lời của Phật nói là lý do tại sao như vậy à. Cho nên đâu những cái thí dụ như nói á, một cái người giảng sư pháp sư thứ nhất là phải hiểu tứ tắc đàn. Hiểu tứ tắc đàn. Mà khi nói tứ tắc đàn thì biết cái nào là đệ nhất nghĩa tắc đàn, cái nào là cái pháp để nói ra để đối trị. Còn thứ nhất đó là thứ hai là phải thuộc cho được 12 cái cách lập luận của Đức Phật nói pháp. Mà trong đó có kinh Bổn Sanh và Bổn Sự. Bổn Sanh là Phật nói cái chuyện của mình ở quá khứ dẫn tới hiện tại, Bổn Sự là những cái chuyện của đệ tử dẫn tới hiện tại. Ông hiểu, nó là 12 cách nói pháp. Thí dụ như Bổn Sanh họ nói à, kiếp trước ta như thế đó, ta có từng làm việc đó cho nên ngày hôm nay ta trả cái quả tốt như thế này hoặc là quả xấu như thế này. Bổn Sự là nó là một kiền liên, kiếp trước từng làm việc đó cho nên kiếp này trả như thế này, là cái chuyện của cái người đệ tử Phật là bổn sự. Bổn Sanh là nói về cái gốc của mình. Đó là 12 cách lập luận, gồm có trường hàng, trùng tụng, cô khởi, nhân duyên, thí dụ, vị tàng hữu, thọ ký biệt, vân vân. Là hồi đó là phải thuộc lào lào vậy đó. Hồi đó đi học là bắt phải thuộc lào lào. Hồi đó mình suy nghĩ đó, trời ơi, học chi, chứ nó nhức đầu, học chi vậy, biết khỉ gì. Nhưng bây giờ là nó cần. Hồi đó bây giờ thật sự, đọc thì đọc cho nó có thôi, không hiểu không? Bị đọc bằng tiếng Hán không à. Thí dụ như hồi đi học á, hỏi căn bản phiền não là gì thì phải nói tham sân si mạn nghi ác kiến. Kiến tư hoạt là gì? Kiến hoạt là thân kiến viên, kiến tà kiến, kiến thủ với kiến thủ. Tư hoạt là tham sân si mạn nghi. Rồi đại tỳ phiền não là gì? Rồi trung đại tỳ phiền não là phẫn hận phú não tật sang cuốc xiển hại kiêu. Trung tỳ là vô tạm vô quý. Tiểu tỳ là triệu cử không trầm như ải phóng vật tấn loạn thất niệm bất kính tri vân vân. Rồi gom là hỏi chi mạc phiền não là gì thì phải đọc hẳn hẳn phố não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tàu vô quý trực cơm đồng gia đảm nhầm nó là 20 mối đồng lòng lao không sót một chữ. Thậm chí hỏi con người có 36 vật bất tịnh là phải có bao nhiêu món ở ngoài, bao nhiêu món ở trong, bao nhiêu món ở trong chảy ra nó đủ 36 chứ, ba lần như vậy. Thí dụ ở ngoài thì nó có bì, bao, cốt, nhục, vân vân như đó, là có thịt nè, lông nè, rồi gì này là đó, nó là ở bên ngoài, thấy không? Rồi từ bên trong chảy ra như là nước mắt nè, nước mũi nè, nước miếng nè, nước tiểu, nước tiện, vân vân. Rồi ở trong gồm có phổi, tim, gan, phèo, ruột, gan, ruột, già, tất cả kể lào lào 36 món mà đọc bằng tiếng Hán không á. Thầy biết không? Thầy biết tiếng Hán không? Biết chứ, nhưng mà không thầy có. Có chứ sao không có, nhưng mà không có chuyên. Tại vì cái thời đằng này nó cũng văn minh hơn một chút rồi. Viết được không có đẹp rồi mắc cỡ rồi đâu có viết đâu. Viết nó không có đẹp. Hồi xưa đó các hòa thượng mà hả cầm cái bút thì nó gọi là đề thơ là rầm bay phượng múa. Còn bây giờ mình viết nó đâu có đẹp. Không có viết. Mắc cỡ không có viết. Chữ gì thầy hiểu nghĩa gì phải không? Nghĩa thì có thể hiểu. Nhưng mà viết chữ mà chiết tự ra có khi không rành, tại vì dạ, thiệt. Nhưng mà trong kinh là nhiều chữ lắm mà tại sao thầy không nghĩa được? Không coi vậy chứ nó cười cũng như tiếng Anh vậy thôi. Tiếng nào đâu vậy, khi mà ông học ví dụ như giờ chỉ muốn nói là chữ này nó rép chữ kia vậy đó, nó gọi là chiết tự với gọi là phồn thể với gọi là tượng hình, nó thường là vậy thôi. Thời thầy cũng đi học với nho đấy. Có chứ. Có đi học hả? Dạ có. Ô thế đỡ khổ. Chứ thời bây giờ. Nhưng mà bây giờ ông biểu ông đưa nguyên sách cuốn sách tôi dịch không được à, biểu tôi không rành. Thí dụ đưa nó có Hán văn rồi đó, nó đòi hai cái tôi dịch được. Chứ mà biểu nguyên cái Hán văn không, chữ Hán không gì là tôi thật sự mù tịt à, cái này nói thiệt. Bởi vì có những cái bây giờ những chữ giờ viết không hiểu mà hồi đó học sơ sài. Còn nếu mà trước á, cái thời trước vâng, trước á, dạ. Thì nhất định là viết đẹp lắm. Mà thầy mới có bốn mấy tuổi đi, thầy cái bốn mấy năm mà nó tinh thời lắm rồi thầy. Bốn mấy năm nhưng mà tôi vô học, tôi học từ hồi bắt đầu vô trường Phật học năm 93. Đó, mai lại còn học cái lớp đó, lớp những cái lớp đầu của giao thời đó. Chứ nếu mà càng về sau càng chết càng nữa. Còn nữa thầy. Còn thầy nào dạy cái đó nữa thầy?
Còn chứ, còn chứ, cũng Có thể chữ Hán cũng hả? phải duy trì, tại vì đa phần kinh tạng là chữ Hán nhiều. Nhưng mà phải biết cái đó thì giảng nó mới ra kinh. À, phải biết ít ít nhất cũng phải có cái vốn thì mới được, cái đại đa phần là chữ Hán không, làm sao mà ông nói được. Thí dụ như nó là tấn ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngọa, thì bây giờ hỏi ông nếu không biết thì dịch sao? Gì vậy? Tấn á, là biết đây nó cái nghĩa là quán tấn hội khổ đó, chữ tấn này là ghét, nó liên hệ với nó. Rồi ái là với ái biệt ly khổ, giống như ông thí dụ rồi đó, giờ giờ ông muốn nói tên tên Đan, cái ông phải nói D là cái gì, là David, E là Apple vậy đó, nó không phải vậy, nó cũng cũng giống giống vậy thôi, hiểu không? Thí dụ như vậy đó, hồi xưa cái chữ cổ nó vậy đó, tấn ái bất quan tâm là yêu ghét chẳng có bận lòng, chữ tâm đây là dịch ra là lòng nè, hoặc là ý nè. Thì bất quan tâm là chẳng có bận, chứ quan đây á, là nó tương quan đó, tương quan tương duyên đó, thì phải hiểu như vậy thì mới dịch nó ra. Chứ hỏi ông sao thế, như giống như mấy chủ nhật rồi giảng vậy đó, cũng phải ít nhiều cũng phải biết hả. Không, tại vì kinh Phật á về sau này sang Đại thừa với tiếng Hán thôi, chứ Yeah. hồi xưa tiếng tiếng Phạn với tiếng Bali đó thầy. Đó mà nhiều người bây giờ thầy Việt Nam mình cũng đi học tiếng Phạn tiếng Bali nhiều lắm thầy. Tại kinh nhiều kinh lắm. Thật ra thì bây giờ nói đi nó lại cũng là tam sao thất bản thôi, chứ hồi thời đó đó nó dẹp sạch. Nếu mà bây giờ cứ cãi qua cái là có chữ viết hay không có chữ viết mình không thành vấn đề, nhưng mà dầu cho có chữ viết đi nữa mà cái nạn Hồi giáo nó quýnh qua, Bà La Môn giáo nó quýnh tới, nó đốt không còn cái gì. Ngay cả Việt Nam mình là những cái bản án của vua Trần thôi mà cái nạn chế bồng Nga mới, nó đốt không còn một cuốn, nhờ nhờ cái ba cái phá hư lục đó. Cái cuốn phá hư lục là lúc đó không biết, hòa thượng Đức Nghiệp ông phân tích rất rõ nha, cái chỗ nào chùa nào để quên rồi, lật đật lúc mà chế bồng Nga nó vô nó làm nó tàn sát vậy đó, là quý thầy chuẩn bị trước là hình như là đục núi đó, đục núi nhét vô là trám lại nó tìm không ra đó, sau này mới mới quật lên mới còn được mấy bản đó. Chứ là nó viết nó chết đó là nói về Việt Nam thôi, chứ đừng có nói về về bên bên Ấn Độ. Còn bên Tàu á thì 10 năm cách mạng Trung Hoa, ông nghĩ từ thời ông Mao Trạch Đông cho tới thời ông Đặng Tiểu Bình, thay vì ông Mao Trạch Đông ông chỉ kêu gọi có 3 năm mà, từ năm từ ngày mà 24 tháng 7 năm 66 cho tới tháng ông 12 24 gì đó, là trong cái vòng năm 66 cho tới năm 69 ông tuyên bố 3 năm ông dẹp sạch. Nhưng mà 3 năm không xong, ông kéo dài cho tới năm 76 mới xong, ông nhớ không? Tới ông Đặng Tiểu Bình lên thay là nó sạch bách rồi, nó không còn khỉ khô gì hết trơn á. Thành ra nói đi nói lại chứ mình phải nói nó phải có đầu có đuôi. Rồi bên Ấn Độ làm gì còn? Sau này toàn là viết lại mới gọi tam sao thất bổn. Mà bây giờ mình nói câu này là có lỗi với tổ mà cũng phải nói nè. Ngài Đường Huyền Trang, bản pháp sư ở Đường Huyền Trang á, ngài vẫn có cái máu ngài hơi độc tài. Ngài đi qua trường đại học Ananda, ngài học, ngài đem, ngài trở về coi như là gọi là lúc bây giờ là gọi là mấy kho đó, mấy mấy xe ngựa đó. Thì ngài là học giỏi rồi, là giống như là do cho bây giờ là cũng như tiến sĩ đi, học ở trường đại học Ananda, đem kinh tạng về bên Trung Hoa để trình báo vua Đường. Vua Đường coi như xây dựng, bắt đầu xin với vua Đường xây dựng cái Hàn Lâm Viện. Mà cái Hàn Lâm Viện đã hữu nghĩ rằng ngon lành vậy đó, nhưng mà không, ông mới dạy lại giáo hóa hết đồ đệ, mới lấy hết cái bộ tạ tạng của Ấn Độ đó, ông cho dịch sang tiếng Hán. Từ tiếng Hán xong ông để lên Hàn Lâm Viện, ông cho đốt sạch cái này của người ta hết rồi, từ cái tiếng Hán mới mới phải gọi là đau xuống đó, gọi là lấy từng cuốn dịch trở lại cái tiếng Bali người ta đó, dịch trở lại chơi vậy đó, họ phải gọi là ta cái danh từ tam sao thất bổn đúng không, chơi như vậy chơi bây giờ có thiệt á, chứ không phải là. Nhưng mà mình nói ra thì nó đụng chạm với cái người trước, nhưng mà bây giờ cái thế giới nó quá rõ ràng là giấu cũng không được, hiểu không? Cũng như cái tượng của Lục Tổ Huệ Năng vậy, chứ bây giờ tôi đố ông mà ông qua tới Trung Quốc mà nó dám nói câu là cái tượng này bằng tượng sáp, tôi thua ông á. Nó cũng nói là đây là nguyên nhục thân của Lục Tổ thôi,
Chứ đâu nghĩ rằng cái thời mà Đại hội Phật giáo làm tại Trung Hoa lục địa, lúc bây giờ các nước đòi đi tới chùa Nam Hoa để viếng tham tượng nhục thân của Lục Tổ, Đặng Tiểu Bình phải đi lén ra cửa sau cho người về làm lại trong vòng 3 hôm không? Đó, mình nói đi nữa lại vậy cho nên mà. Cái này con chỉ hỏi cái chỗ mà chi tiết mà thầy Đường Tam Tạng đốt kinh thầy thầy có được à? Thời học họ thời học mấy ngày phân tích mà bây giờ thiệt sự là hồi đó cuốn nào giờ không nhớ cái này nó Tại thiệt. tại vì tại vì nó phải có lý tế là Đường Tam Tạng thầy đi thỉnh kinh như vậy thầy quý lắm. Mà không biết tại sao thầy bị nói là thầy đốt kinh được. Con đồng ý là thầy gì rồi, thầy chỉ để qua một bên tại vì thầy nói là Hàn Lâm Viện. Thầy hả? Nhưng mà thầy đó là quý kinh lắm. Thỉnh kinh ghê lắm mà thầy nói là đốt đốt thì con thật là phân tích cái đó thì con hơi thắc mắc đó. Nói đi thì cũng phải nói lại là tại vì cái mình nói vậy là gọi là truyền thống bản chất văn hóa của từ thời Hán cho tới thời Đường, không bao giờ chấp nhận nền văn hóa người ta, thậm chí cho tới thời Trung Cộng bây giờ nó đâu bao giờ nó chấp nhận của người ta vô của nó đâu, mà nó đem của nó rải khắp khắp cả quả địa cầu này thì được. Nó nói hồi là ông hỏi tôi vậy tôi trả lời hồi cho tới chính trị. Thành ra ông vua Đường tuy rằng vậy chứ bởi vậy cho nên ông thấy không, bây giờ nội mình nói đã nói ra hội đụng chạm là ông vua Đường Thế Dân đó, ông tiễn không biết bao nhiêu cung phi mỹ nữ, nhưng mà cung tần mỹ nữ nào mà ở ông không có con là phải cạo đầu đi vô Cam Lộ Tự để tu, thấy chưa, thấy đọc không, không được cho thay vì ông cái di chiếu của ông đó, bây giờ trẫm là cái người khai xa sơn ra đại đường này, mà tính ra đó dường như là thời Tống thời Nguyên thời này kia thời tất cả chứ chưa có thời nào thịnh hành bằng thời Đường, thời Hán mà không thịnh bằng thời Đường, mà thời Đường là cái con đường tơ lụa là thương thông thương nhất, nhưng mà vẫn độc tài, thấy không, ra di chiếu rằng trẫm quyết định những ai là thê thiếp của đời Đường không có con là phải cạo đầu vô Cam Lộ Tự để tu chứ không có được đi về quê, thấy chưa, độc tài không, thế thì bà Võ Tắc Thiên mới bị cạo đầu vì bà không có con, nhưng mà bà có tình ý với Đường Lý Trị rồi, thành ra cho nên cạo đầu vô Cam Lộ Tự 2 năm không biết dần cái bằng vất vả con người ta cỡ nào, mà chí khí của bà Võ Tắc Thiên là bà hào hùng, bà muốn là bà muốn thay đổi cái triều đại phong kiến mà vô, thì không ngờ 2 năm sau thì ông Đường Lý Trị ông đi vô ông lễ gọi là cái lễ mãn tang cha ông, còn siêu lễ mãn tang của Đường Thế Dân thì gặp lại thì thấy bà này vẫn còn trẻ đẹp như xưa, vẫn là khoách sắc nước khuynh thành, chứ còn chưa đâu đưa người ta đi vô Cam Lộ Tự rồi còn gài mưu gài kế nữa là bà lấy cái ông Hòa Thượng Huyền Không đó, ông thấy trời ơi nó rần rần, cho nên cái thiệt cái đúng ra đó. Nhưng á, nói đi thì nói lại tuy rằng bà Võ Tắc Thiên bà giữ thiệt, còn bà không giữ thì bà không thay đổi cái triều đại được, bởi vì không không nếu bởi vì cho nên không rồi có đạo hữu hỏi chứ thầy tâm đắc bà Võ Tắc Thiên nghĩ thầy có cài con quạ cái hình cho thầy thà tôi nói thôi hôm trước làm một lần rồi cái Phật tử nói bà đó thế này thế kia là nói không, nhưng mà thật ra nếu mà bà là người Việt Nam là trò thờ liền, thật sự ra là tính ra là lịch sử nhân loại trong 3 người mà là đàn bà Võ Tắc Thiên nè, Từ Hy Thái Hậu nè rồi kia, nhưng mà chỉ cái Võ Tắc Thiên là con người can đảm nhất mà anh hùng nhất mà làm nên lịch sử, thấy không, khi mà cuối cùng mười hôm trước cũng có người cãi nói là Võ Tắc Thiên làm vua có 10 14 năm đúng, còn 7 năm ba nhiếp chính làm chi, ba nhiếp chính cũng như là vua rồi còn nữa, ba cứ giống như lúc đó là Đường Lý Trị coi như là tê liệt cái gì cũng để Võ Tắc Thiên. Nhiều khi mình nói á, muốn nói lịch sử cái gì nghe cái gì đọc được nhắc lại cho người ta nghe, nhưng mà nhiều khi mình nói đó mới thí dụ nói giữa 21 với 14 cuộc họp cũng cãi nên hồi đó mình nói sai, nhưng mà thật cái thời bả nhiếp chính là cũng như làm vua rồi còn gì nữa, mà chỉ chờ cái ngày mà ông Đường Lý Trị chết thôi đó, thì coi như là 21 năm bả nắm binh quyền,
cuối cùng giao lại cho khi mà tuyển chọn được đàng hoàng là bà giao lại chứ bà đâu. Thế thì cái đời đường hậu đường họ cũng nuôi bả đàng hoàng, chứ nếu mà thử thử coi, nếu mà bả là con người thiệt ác dân thất đức đố mà bả ngồi cho tới bả chết 87 tuổi, không không nghĩ có ai mà vậy không. Thì có phải có lý thầy hả? Có lý thầy cái hành, nhưng mà thầy biết tại vì thiệt là huyền sử không, thầy có nghe nói lại không chứ mình đâu nghe biết đâu. Không, cái này là thật, cái quyền à, cái vụ cái đời này là đời thật à, bởi vì nó mới gần đây, nó có ngàn mấy trăm năm nay là không có đến nỗi quyền đâu. Nó chỉ có cái là quyền sử là nói là cái kiếp trước bởi vì gì thì gọi là quyền, chứ cái hiện tại là không có quyền. Thành ra mà Võ Tắc Thiên trọng phục bà lắm à, bà là coi như là nó rồi. Có ai mà đàn bà mà dời đô không, lịch sử nhân loại chưa có người nào dời đô, bà dời đô đó, dời đô đế đô đó, dời về thành Lạc Dương đó. Chứ Việt Nam mình Bạch Trinh và Triệu thầy không không có phục à? Phục thì đã phục mình, nó hiển nhiên đó là dân tộc của mình, là người giống như người mẹ có dân tộc mình phục là phục, nhưng mà tại thời cái đất nước mình, cái đất nước nó có lũng trong tay à, mà bà không chịu cái chỗ là Trời ơi thành cái đánh 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 Mã Tắc Tô Định thì thôi bà tiễn dùng qua bên kia đi, bà không tiễn bà mới tới đó để nó bước trở lại rồi không chịu chỗ đó đó, chứ đúng ra là bà Trưng bà Triệu là nữ. cái nước mình nhỏ xíu, nước tàu to như vậy, nó như con kiến đá cái xe để sao ăn thua chứ. Thì một Vậy mà đó đã là dám một phụ nữ mà dám lên đầu tiên trong thế giới. dạ, nhưng mà tiếc á là phải bảo quýnh và tiễn luôn ở bên kia, giống như Lý Thường Kiệt vậy đó, Nhìn đó, giống như đưa, đã nói sức có vậy rồi giống đã như hết hồn thần thần Lý Thường Kiệt tiễn luôn qua tới bên kia thì nó yên rồi. Cái rồi. tội là ngà chắc là bà cũng không nghĩ là nó quay trở lại, Thì để không phải cuối không có sức cùng đó thầy, thầy đánh thật yeah. mạnh cho như đùng lắm nếu mình biết cuối đâu. cùng xong Cả Ô cái đường Việt Giang Nam tự nếu mà dẫn cái quật của nó, có lại đánh cái gì? bởi tướng mình nói lại cái dân tộc mình nó hào hùng ghê gớm chứ Ghê ha, lắm, hay lắm đấy, là ghê lắm, mà kinh chiếu lắm. con cháu mà đời sau mà không giữ được là uổng dữ lắm. Mình bây giờ thôi chịu thua rồi, một là thế giới trò là người tu, hai là tới tuổi này rồi thì thôi cũng không còn ý chí kiến gì nữa, chứ đúng ra dân tộc Việt Nam mình mà nếu mà không giữ được là uổng lắm. Đấy, cận đại nhất, vua Quang Trung là cận đại nhất, đánh cái trận nào không biết được đâu. Napoleon của Pháp không bằng Quang Trung mình thầy, kinh lắm á. Đại đế Quang Trung là không bao giờ thua, đánh thái thái chạy chiêm đó, Nhưng thái thái chạy. mà sao đâu chịu đò chứ thích đâu. Thứ nhất là Đinh Bộ Lĩnh cờ lao tập trận, thứ hai là Lý Công Uẩn à, chứ Lê Hoàng là cũng không chịu nữa kìa. Thế hả? Lê Hoàng tại lấy Dương Văn Nga là không chịu rồi, chấp còn hơi báo phong kiến mía bà Dương Văn Nga mà hồi đó rồi một lần rồi có ý kiến với cái ông hình như soạn giả Kiên Giang á, hồi đó là thân cái soạn giả Kiên Giang với ông Đinh Bằng Phi á, Đinh Bằng Phi là bên Hát Bội với Kiên Giang. Hồi đó thì thật ra không có nói chuyện với chú Thanh Tòng, chỉ có thân là ông soạn giả Kiên Giang mà ông soạn cái tuồng áo cưới tới cổng chùa với mấy cái bài hát á. Rồi mới nói giờ soạn giả tôi có đề nghị như thế này, với hồi mà ông gì mà ông viết cái bản mà Còn Thương Đâu Đắng Mọc Sau Hè đó, đó là mấy đó là trò có tiếp xúc hết á. Lúc đó bị gì nhà là hồi xưa trò đi chung gần gũi với cụ Út Trà Ôn, cụ Út Bạch Lang rồi thì mới gặp mấy soạn giả này với mới nói trò ý kiến thôi bây giờ á mình sửa lại cái tuồng Thái Hậu Dương Văn Nga đó, là khi mà Dương Văn Nga giao cái ngôi cho Lê Hoàng này dẫn con ra đi đi, ổng nó có lần sửa rồi nhưng mà nó sai lịch sử rồi, nó phải chi mà bà đừng có lấy Lê Hoàng thì trời ơi một con gái cũng bằng một người đàn bà số 1. Trò không chịu tại vì trò còn hơn cái máu phong kiến cái chỗ là tại vì bả là vợ vua nó, chứ còn cái chuyện mà vụ mà nói vậy đó, tại sao vậy, sao thầy nể mà Võ Tắc Thiên nữa, nó lại là khác nữa, còn ý nói về dân tộc mình á, vì vậy mà trò không có phục Lê Hoàng chứ phải chi mà bà Dương Văn Nga giao con rồi bả nói thôi giờ tôi giao lại cho ông rồi ông lo cho nước rồi tôi ra đi á, thì nó hay biết bao nhiêu hay. Trời đất ơi, cầu sang như vậy mà giờ đi ra Rồi không được. còn tới đời Lý thành ra bởi vậy cho nên mình thấy nhân quả không, cho nên khi Lý khi khi Lê 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 Hoàng lên ngôi xưng là Lê Lê Lại Hành, ông biết cái tiếng Đại Hành là gì không, cái tiếng đại không, đạo hữu quan biết, đạo hữu biết chút chút, nhưng mà đạo hữu quan niệm với tiếng đại Lê Đại Hành chứ đại nghĩa là gì không, chữ đại là thai,
thay trời, thay thay vua, thay trời hành đạo đó. Cho nên vì Lê 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 Hoàng dùng cái danh từ đó cho nên mất cái phước, mới sanh ra Lê Long Việt, Lê Long Đỉnh, mấy 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 là quan dâm vô độ, mới ăn chơi trác táng. Cái câu đó là nó phạm thượng á, không biết không, nó nói vậy là đụng tới tiên đế. Nhưng mà mình giờ đời sau mình có quyền luận bàn, chứ đại là thay chứ không phải đại là lớn. Đó, Lê Đại Hành là thay trời mà hành đạo, họ Lê này thay trời hành đạo đó. Trời, hồi đó hồi không biết, cứ nghĩ là chữ đại là lớn, đại là đời đời của nhà Lê không có đâu. Lê Đại Hành là ông dám ông vỗ ngực ông xưng tên gì đó, cho nên như vậy mà trời mới phạt nó, mới mới sanh ra Lê Lê Long Việt là Lê Ngọa Triều nó ác, ở Lê Long Đỉnh nó ác tầng thân, còn Lê Ngọa Triều thì nhu nhược. Chứ nếu Lê Ngọa Triều mà đừng nhu nhược thì thằng em ở đâu có mà nó xoán ngôi như vậy. Tới em xoán ngôi giết anh xong rồi em ăn chơi tới mức độ mà nằm không ngồi với không nổi mấy Ngọa Triều. Đinh Lê buộc lòng thiền sư Vạn Hạnh phải đưa phải phải gặp thiền sư Lý Thế Dân, mới đem Lý Công Quẩn về. Lý Công Quẩn về đào tạo Lý Công Quẩn lên ngôi. Lý vậy mà cũng được cũng bao nhiêu đời, rồi mới cuối cùng tại vì Lý Huệ Tông cũng quan dâm vô độ quá, mấy cuối cùng mới mất ngôi, thì ông Trần Thủ Độ ông mới đưa đời nhà Trần lên. Đinh Lê Lý Trần rồi Lê đó. Rồi phải phải rành lịch sử mà giờ nói chứ mình mai là hồi xưa không phải rồi thích lắm, nhưng mà đã hữu nghĩa mình người nhà quê. Thứ nhất là cả đời cũng không biết bao giờ đặt chân được tới Mỹ, mình nhà quê mà. Thứ hai là thật sự ra thấy mấy con ông cháu cha đó, nó thao thao bất tuyệt, nó có xe gắn máy, nó có muốn cái gì nó có cái nấy. Họ thời đó ông cố này là ông cố mà đông 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 đó, là ông là thái tử của Sài Gòn đó. Ông vừa đâu khi mà cụ Đông Hưng mà tịch đó là quyền hết, coi như từ giáo hội cho tới chính quyền, là coi như là ông đi tới đâu là chính quyền mà nó phải né ra một bên đó. Thành ra nghĩ chỉ có con ông cháu cha mới được, chứ mình là thuộc nhà quê tay lắm chân vùng, làm gì mà ngày hôm nay ngồi đất Mỹ mà ngồi đưa giống toàn tèn nói chuyện với ông Đan. Mà nghĩ vậy học chi, chỉ đọc sơ sơ xài xài cho biết ba chữ chơi vậy. Giờ nó thay đổi hết rồi, giờ nó thay đổi lịch sử hết, không còn như thầy học đâu. Thầy học là còn khá đó, còn đúng rồi thì... Không, tại đó là học cái cuốn của ông Trần Trọng Kim. À đó, thì còn đúng là Trần Trọng Kim thầy. Chứ còn bây giờ nó đổi với của ông Trương Vĩnh Ký. Trương Vĩnh Ký, Trần Vĩnh Kim hết, đúng, đúng hết. Còn bây giờ nó bỏ môn lịch sử rồi, nó không muốn học. Rồi thôi cũng về hả? Dạ thôi con đi ngang. Vậy tắt cái máy rồi. Dạ. Bây giờ trời mát mát ra trồng tiếp. Trồng tiếp cho nó có mấy cái. Tắt được chưa? Bây giờ cái điện thoại đó nó cũng tới thời rồi. Lên tắt cái nó lên liền là hiểu không? Giờ đục làm sao nó không lên á. Đó.